Còn hiện tại bây giờ cô đang giam giữ người trái pháp luật. Theo đúng quy định, yêu cầu cô phải mở cửa cho đoàn kiểm tra. Ra ngoài, cô có mở cửa hay không? Ngày 16 tháng 2 năm 2024, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cửa hàng xăng dầu Hoàng Hảo trên đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Đây là cửa hàng xăng dầu dù không đủ giấy phép kinh doanh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Chủ cửa hàng là một phụ nữ 71 tuổi. Công an huyện Long Điền đã yêu cầu chủ cửa hàng xuất trình giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên bà này không hợp tác, dùng lời lẽ thiếu tôn trọng đối với thành viên đoàn kiểm tra, có hành vi đập phá tài sản của cửa hàng. Nghiêm trọng hơn, chủ cửa hàng đã kéo cửa rào nhốt lực lượng công an đang làm nhiệm vụ và yêu cầu gặp cấp trên. Tôi đề nghị làm mời chủ tịch của ủy ban và đồng thời trưởng công an của thị trấn, trưởng công an của huyện Long Điền ở đây. Bây giờ cửa cũng bắt lại hết rồi. Công an huyện Long Điền đã nhiều lần nhắc nhở, đồng thời thông báo việc làm của người này là có dấu hiệu giam giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, chủ cửa hàng xăng dầu vẫn không chấp hành. Cho đến khi lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công an thị trấn Long Hải đến hiện trường thì người này mới đồng ý mở cửa cho lực lượng chức năng. Trước đó, ngày 7 tháng 12 năm 2023, Sở Công Thương đã ban hành quyết định kiểm tra việc tuân thủ quy định về kinh doanh xăng dầu của cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn do chủ cửa hàng liên tục chống đối. Do chủ cửa hàng là người lớn tuổi có thái độ kích động gây mất an ninh trật tự và có biểu hiện tự gây tổn hại về sức khỏe của bản thân nên đoàn kiểm tra không thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra soát phần mềm một cửa điện tử của cơ sở này, xác định cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo không được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Công an huyện Long Điền phối hợp quản lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo. Trường hợp phát hiện cửa hàng có hoạt động kinh doanh xăng dầu thì xử lý theo quy định. Tuy nhiên, trong 3 ngày, từ ngày 13, 14 và 15 tháng 2, cửa hàng này vẫn hoạt động bình thường. Tại đây, nhân viên liên tục bơm xăng cho khách. Đến ngày 16 tháng 2, mặc dù báo Thanh Niên đã có phản ánh trước đó và đoàn kiểm tra đã quay lại làm việc, nhưng cửa hàng này vẫn ngang nhiên hoạt động. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo bị thu hồi giấy phép hoạt động từ năm 2011 do cửa hàng này đã bị kê biên, phát mãi tài sản. Tuy nhiên, cửa hàng này đã từng đóng cửa một thời gian dài, sau đó thì hoạt động lại nhưng Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa cấp lại giấy phép. Sau khi kiểm tra, Công an huyện Long Điền đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính nhưng chủ cửa hàng này vẫn không ký tên vào biên bản.